Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình dắt gia đình mình đi đến ăn buffet Hoàng Yến tại chỗ đường Cao Thắng quận 3. Thì nó nằm ở khoảng là tầng 3 của tòa nhà trung tâm thương mại ở Cao Thắng nha các bạn. Đây, mình lên cái tầng 3 thì khi bước vào thì có một cái khu vui chơi dành cho trẻ em. Cái này, khu vui chơi này khi mà các cháu ăn mà xong mà muốn chơi thì các ba mẹ có thể là ăn dễ dàng hơn để cho các cháu vui chơi. Thì mình bước vào cái khuôn chính của chỗ quầy lễ tân của buffet Quận Yến. Đó, các bạn thấy cái vé mình có quay thì cái giá nó cũng tương đối là ok. Do mình đi cái này là mình dùng cái thẻ có PC thì được giảm khoảng tới 20% trên cái giá tổng bill. Đây, mỗi một người vào thì Quận Yến sẽ cho đeo một cái vòng tay để phân biệt. Mình quay cái toàn cảnh của cái buffet này các bạn, khá là đông. Mà lúc nãy mình đi qua bên chỗ Vận Hạnh Mall thì không có chỗ cho mình phải quay về lại Cao Thắng mình ăn. Bên đây thì có vẻ là ít khách hơn chút xíu, nhưng mà đồ ăn thì nó cũng giống như nhau. Mình đi review vòng quanh nha các bạn. Đây, bắt đầu những cái món đầu tiên nha, là bánh đúc. Bánh đúc cũng khá ngon. Đây là cái nem nướng nha các bạn. Và tiếp theo là cá lúc lắc, cháo trắng. Cháo trắng thì thôi, mình bỏ qua. Đó, có gà tiềm cũng bắt luôn nha các bạn. Nói chung là cũng bổ đó các bạn. Đặc biệt là mình vô đây mình thích là ăn cua. Cua, cái vị cua gan me thì nói chung Hoàng Yến thường úp đồ ăn cua thường xuyên cho nên rất là đầy. Và kế tiếp là cơm chiên hải sản. Đây, há cảo. Khoai tây thì mình bỏ qua. Đây là cá bột chiên nha các bạn, cá trứng. Đây là cái món cánh gà. Cánh gà thì nhóc con mình rất là thích. Đây gỏi cuốn nha các bạn. Và kế tiếp là cái món salad. Salad thì cũng khá là đơn điệu, nó cũng có một vài món thôi. Bị cuốn luôn nha các bạn. Và nhất là cái món ốc luộc hầm xả. Cái này chấm mắm gừng thì rất là ngon. Nói chung mình ăn cũng thích món này. Cái nhiều nhiều thái. Đây là tôm xào tàu xi, bánh gà chiên nó hột lộn như các bạn, không đây hột lộn như các bạn, có chút cút lộn luôn. Đây gà hấp mắm nước mắm này, gà hấp nấm. Này là khoai tây các bạn, khoai tây xào bơ tỏi. Này cá, này cá hồng. Này là súp hải sản. Cháo bò bằm các bạn, cũng khá ngon. Đây, có bánh mì, có bò, bò nấu ragu. Món này cho món này thì hết sảy. Các bạn nào thích ăn món đây thì có mì ý bò bằm, có mì xào giòn luôn á các bạn. Đây có mấy cái món như là xào cải, xào su, xào chả giò chiên. Nói chung mình vô đây mình chủ yếu là mình ăn cua, cua gan muối, cái cua gan me chứ, xin lỗi các bạn. Kế tiếp mình qua bên cái khu đồ nướng nha các bạn. Đầu vô là cái salad, muốn muốn có salad bên đây với chân gà sa tắc. Ở đây chả lụa, chả lụa thì món này thôi mình bỏ qua. Đây là gỏi sứa Nha Trang chấm với ăn với bánh tráng nha các bạn. Đây là gỏi bò bắp thấu, món này cũng khá là ngon. Rồi
jambon bông, có sushi luôn các bạn. Sushi thì nó cũng có một vài món tượng trưng, có những bánh mà nhân gian của mình. Đây qua quầy nướng nha các bạn, có cá viên, bắp, sò phẹm, nó chung về hải sản đây các bạn, có tôm, tôm nướng luôn các bạn, tôm nướng có luôn. Nói chung nướng thì nó cũng một vài món thôi, các bạn thấy trên clip mình quay. À, có bánh xèo, bánh khọt, có lẩu, thì cái lẩu này mình kêu riêng nha các bạn. Nó có một cái phần chọn lẩu riêng nhưng mà mình không ăn lẩu. Đây có mấy đồ vịt quay nướng. Đây mình cách nhất là cái món mỏng quay. Mỏng quay thì cũng khá là ngon. Gà à, đây ngỗng quay đây các bạn, lườn ngỗng xông khói đó các bạn, lườn ngỗng xông khói ăn với bánh bao và cái xôi chiên thì rất là ngon. Có nhiều một số món tại Hoàng Yến mình quay cho các bạn xem. Chung cái giá thì cũng tương đối là bình dân, thì cho nên bởi vì cái món ăn này nó cũng theo phù hợp cho những các người nào mà đi nước ngoài về, giống như là Việt kiều xa xứ thì về thì muốn ăn những cái món quê hương thì ghé tại Hoàng Yến thì sẽ có những cái món dân dã quê hương. Trong đây đây các bạn, mình quay tôm đây, nãy không có tôm nướng thì mình vào khói mình quay lại cho các bạn xem. À, đầy đủ các bạn, sò phẹm nướng luôn. À, đầy đủ hết. Salad các bạn. Chúng ta đi lấy nước uống nha các bạn. Đây có nước trà Lipton, cà phê, nước ngọt, có Pepsi, Sprite, Coca. Rồi mình ăn nha các bạn. Đây mấy món mình ăn trước đây có, nói chung ăn cũng tương đối ít hơn, mình không ăn nhiều. Có cua. Đây. Cua ăn cũng khá ngon. Đây là cái lượng ngỗng hồi nãy mình nói với các bạn đó, thì ăn rất là ngon các bạn. Các bạn nào có đến Hoàng Yến nha, thử cái lượng ngỗng này, thì ngỗng xông khói. Đây mấy cái đồ, nói chung đồ nướng thì có những một số món nướng như này thôi, có tôm, cua đó. Thôi mình ăn nha các bạn, bạn thấy không, đồ cũng tươi lắm đó các bạn. Đây cua, rồi mình cua ăn xong rồi mình qua bạn. Cái quầy tráng miệng nha các bạn. À, cái miệng có trái cây, bánh ngọt đây các bạn, có rau câu, bánh đầy đủ bánh nha các bạn, bánh chuối đó, có chè, có chè, rồi có mấy cái hộp é nè, bánh lọt, mấy cái món dân dã miền quê nha các bạn. Với bánh thì bánh nói chung cũng ít chứ không có nhiều, bánh một vài món thôi đó. Có thủ luôn các bạn, có thủ với đường đó, mấy món này thôi. Rồi mình ăn món chè nha các bạn, mình cho mình lấy một chén chè bắp mình ăn để xong. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này, mong các bạn bấm subscribe để theo dõi kênh của Thành để Thành phát huy được tốt hơn những clip về sau nha các bạn. Xin cảm ơn cả nhà.